Xin chào các bác, quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Yaris TC 800, một mẫu xe mà các bác cực kỳ là yêu thích tại kênh của em. Đó, một chiếc xe thương hiệu Gian, thương hiệu quá nổi tiếng với các bác chơi xe rồi. Kể cả những người mà mới tiếp cận đến xe đạp hay là chưa biết gì về xe đạp thì cũng có thể biết được là cái thương hiệu Gian này nó nổi tiếng đến đâu, một thương hiệu gần như là quốc dân trong dòng xe đạp. Đó. Hôm nay em về chiếc XTC 800, chiếc xe cực kỳ là đẹp, thể thao, các bác cực kỳ ưa chuộng tại cửa hàng em, các bác mua và hỏi rất là nhiều. Đó, thì hôm nay em về lại về thêm một chiếc để lên cho các bác xem, được chạy full bộ chuyển động Shimano DOG 10x3, 10 lít 3 đĩa, full bộ chuyển động, đùi trục rỗng, tất cả đồ là đồ đạc nguyên bản chính hãng theo xe, bánh Mavic Pháp, bánh 27,5 inch, bánh Shimano. Bánh Mavic thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Pháp. Bánh 27,5. Ly lông của Ford Cọc Yên là cũng là nguyên bản, đồ trên xe là nguyên zin 100%. Cái độ mới của chiếc xe thì như các bác thấy trên hình, cái độ mới còn rất là tốt. Hầu như là trên khung xe là không có vết xước nhỏ đáng kể. Xe là size S, hôm nay em về size S. Thì em sẽ có đoạn đo size để cho các bác cụ thể hơn về cái đoạn size cho các bác xem. Giờ đi vào phần ghi đông của chiếc xe, thì chiếc xe cũng được trang bị bộ ghi đông của Shimano DOG và bộ phanh dầu Shimano, có khóa hành trình giảm xóc ở trên tay lái, giảm xóc hơi theo giảm xóc dầu theo xe. Và bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 40 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm, thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m60 đến khoảng 1m75 đi phù hợp. Đồ DOG 10 lít 3 đĩa. Xe 30 tốc độ khác nhau. Chuyển động thì còn rất vượt mà. Xích clip mà. Cái chủ cũ đi còn rất là trắng, rất là mới. Tổng thể xe phải được 90-95% về độ mới. Và cái giá bán của chiếc xe bên em đang bán chiếc xe mức giá chỉ có là 10.200.000 cho một chiếc xe Gian XTC 800. 10.200.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm về chiếc xe thì liên hệ số Zalo ở trên màn hình 0975 09943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh cộng với cả là ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp vào những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.